Hi, xin chào các bạn, là Nathan đây. Hôm nay là một ngày trời nó âm u, nó mưa bão cho nên là cũng không có tâm trạng gì để làm một clip lắm. Nhưng mà tự nhiên mình chợt nhớ tới cái bài viết này. Thì nó là một cái tâm sự của một cái em trai tại Canada. Có ai ở đây hay là có hãng nào? Có việc gì 17-18 đô một giờ không ạ? Em đang cần việc làm. Em không có số SIM và không biết tiếng Anh. Có việc làm gì thì nhắn tin Facebook cho em nhé. Thanks mọi người. Thực sự á, đây không phải là lần đầu tiên mình được gặp những cái bài viết như thế này. Nhưng mà nó khiến cho mình cảm thấy có một chút gì đó buồn và chạnh lòng. Với cái cách viết như thế này thì khả năng cao em là một du học sinh. Nhưng em bỏ học để kiếm việc làm. Cuộc sống mà, mỗi người mỗi khác. Nhưng với mình chưa bao giờ khuyến khích các bạn học sinh bỏ việc, bỏ làm, bỏ học để đi làm cả. Tại vì như thế nó sẽ đánh mất nhiều thứ lắm. Bản thân mình ngày xưa cũng là một con nghiện việc. Mình đã từng rất tự hào là mình đam mê làm việc tới như thế nào. Khi mà mình làm từ 5 ngày, 7 ngày cả một tuần. Nhưng rồi sau 5 năm ở Canada, mình nhận ra rằng ngày xưa điều đó là sai. Điều đó nó không giúp được gì cho mình nhiều cả. Đầu tiên á, là về cái mức lương 17-18 đồng. Ai cũng có ước mơ, ai cũng có một cái tiêu chuẩn riêng của mình thôi. Nhưng mà hiện tại minimum wage của chính phủ là 15 đồng một giờ. Việc em yêu cầu 17-18 đồng nghĩa là cái công việc, cái năng lực của em nó phải nằm ở mức trên trung bình. Em phải có kinh nghiệm làm việc ở đâu đó. Nhưng có vẻ như ở đây thì anh không thấy được điều đó. Cái thứ hai quan trọng hơn đó là em không có số SIN. Em không có SIN hay còn gọi là Social Insurance Number. Cũng như là không biết tiếng Anh. Ok, nếu như em làm việc ở Việt Nam, việc em không biết tiếng Anh đó là chuyện bình thường. Em vẫn có thể làm bảo vệ, em vẫn có thể làm trong xe, em vẫn có thể làm những công việc không cần tiếng Anh. Nhưng khi em ở Canada, trừ Montreal và Quebec ra thì em bắt buộc phải có tiếng Anh để em có thể làm được những công việc cao hơn, tốt hơn. Không thể nào cuộc đời em chỉ quanh quẩn mãi ở những cái hãng xưởng mà làm công nhân được, đúng không? Nhưng em không có số SIN thì anh khuyên thật em có thể đi làm số SIN, tại vì làm việc mình có số SIN á, thật ra là để đóng thuế. Cái cách em nói rằng em không có số SIN như vậy, nó là một biểu hiện của sự trốn thuế, nghĩa là em chỉ muốn đi làm nhưng không muốn trả thuế cho cái phần tiền làm việc của mình. Và điều này nó là một cái việc phạm pháp. Cho nên đó, như anh nói, như anh đã comment, nếu không có số SIN, không biết tiếng Anh thì trước hết em nên đi vào những cái trung tâm dạy tiếng Anh miễn phí hoặc là những cái cộng đồng hỗ trợ cho người nhập cư học tiếng Anh. Sau đó nên làm số SIM rồi mình bắt đầu có thể tìm những công việc minimum wage như là làm phục vụ nè, chạy bàn hay rửa bát đĩa. Đó cũng là những công việc nặng nhọc và chân tay nhưng ít nhất nó có thể cho em được một cái gì đó tốt hơn cái việc em đi làm mà em không có một chút kiến thức nào trong người. Có một cái thì anh hơi hù, đó là lỡ mà bị bắt thì em có thể vào tù hoặc là bị trục xuất về nước. Có thể nó không nặng tới đó đâu, nhưng biết đâu được em lại may mắn trở thành một trong những người được về nước thì sao? Không ai muốn như thế cả, đúng không? Vậy nha. Hiện tại anh đang xây dựng một cộng đồng chia sẻ việc làm cũng như là những cái cơ hội làm việc. Nhưng để có thể nhận được những cơ hội đó, em phải thể hiện rằng bản thân mình xứng đáng nhận được cơ hội đó đã. Nếu em không biết làm như thế nào hay không biết bắt đầu từ đâu thì nhắn tin cho anh nha. Hôm nay là một ngày mưa bão, nhưng sau cơn mưa trời lại sáng thôi. Vậy nha.